Tiền đạo người Đức rất biết bắt kịp xu hướng trên mạng xã hội. Sau chiến thắng trước Tottenham Hotspur ở vòng 35 Premier League, ngôi sao Arsenal đăng video về rapper Lil Naughty bước ra sân khấu tại một đại nhạc hội, trong đó anh ghép mặt của mình vào nhân vật chính. Bài đăng của Harvest thu hút 14 triệu lượt xem, kèm với đó là hàng nghìn bình luận. Thời gian qua, đoạn clip gốc viral trên mạng xã hội khi người dùng thêm hình ảnh của nhiều nhân vật khác nhau thay Naughty, tạo ra nhiều khoảnh khắc vui nhộn. Trên sân Tottenham Hotspur, Harvest có màn trình diễn ấn tượng, anh ghi một bàn và sở hữu một kiến tạo, giúp đội nhà đánh bại đối thủ với tỷ số 3-2. Kết quả này giúp pháo thủ tiếp tục dẫn đầu BSS với 80 điểm, theo đó vẫn nuôi hy vọng giành chức vô địch. Chứng kiến phong độ bùng nổ của Harvest, huấn luyện viên Arteta không ngớt dành lời khen cho cậu học trò. Ông nói, Harvest có màn trình diễn đáng kinh ngạc. Ở trận này, cậu ấy không có được 100% phong độ vì đang dính chấn thương, nhưng Harvest vẫn chơi rất tốt. Một lần nữa, cậu ấy chơi thứ bóng đá khiến tất cả ngỡ ngàng. Phút 27 trên sân Tottenham Hotspur, Arsenal tạo ra pha phản công chớp nhoáng. Harvest tung ra đường truyền bằng chân trái đảo cánh cho Bukayo Saka băng lên, trước khi dứt điểm hóc khiến thủ thành Guglielmo Vicario bó tay. Ở pha bóng này, cựu sao Chelsea phát huy mọi phẩm chất hay nhất, đó là nhãn quan chiến thuật tuyệt vời và truyền dài chính xác. Không chỉ cho thấy khả năng kiến tạo tốt, Harvest còn sắm vai tiền đạo nhạy bén với bàn thắng, với pha đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0. Chỉ trong ít ngày, Harvest biến những trận derby London thành buổi diễn riêng. Hôm 23 tháng 4, tiền đạo người Đức lập cú đúp trong chiến thắng 5-0 trước Chelsea. Tới chuyến làm khách đến sân của Tottenham Hotspur, ngôi sao 24 tuổi tiếp tục tỏa sáng. Tới nay, Harvest ghi 12 bàn và có 6 kiến tạo tại Premier League, một thành tích rất ấn tượng. Cựu sao Chelsea đập tan mọi hoài nghi phải nhận hồi đầu mùa giải, cho rằng anh là bản hợp đồng lãng phí của pháo thủ. Với Arsenal, họ cần cảm ơn Harvest nếu vô địch Premier League. Đó là bởi những bàn thắng của tiền đạo 24 tuổi liên tiếp mang tới cho câu lạc bộ những điểm số quan trọng. Người hâm mộ khó hiểu với tổ va sau khi kết luận Mickey van der Ven rơi vào thế việt vị trong tình huống sút tung lưới Arsenal tối 28 tháng 4.